buổi chiều mát mẻ, Mỹ An rất mát mẻ. Em giới thiệu với anh em bên hội cơ khí máy cài máy gặt nha. Đây em nhận phục hồi băng la ne cho anh em nha, rất đẹp và bóng nha anh em. Ở đây em nhận phục hồi băng la ne cho anh em là em điều qua chui tơi hết nha anh em, để đảm bảo độ bền cho băng cho anh em sử dụng nha. Mời anh em xem nha. Đây là em phục hồi cái băng này cho ông khách đây. Ông gửi qua đường bằng đường bưu điện nha anh em. Đây, đây ông gửi đây mà thử đây. Rất vô rất im nha anh em. Rất nhẹ nhàng cho anh em luôn nha. Vô rất nhẹ nhàng. Đây. Lấy ra cho anh em xem luôn. Nhẹ nhàng. Đi giới thiệu anh em nữa nha. Đây, băng la ne em đây. Ở đây em nhận phục hồi băng la ne cho anh em nha. Ở gần ở xa thì làm được nha anh em. Ở gần thì mang tới em, ở xa anh em cứ chuyển qua đường bưu điện giúp em được rồi. Đây, nguyên thủy ở đây. Đây. Đây nét cái anh em ơi. À, vừa có băng. Ông khách gửi ba cái nha anh em. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ Hoàng Mai về cái mảng cơ khí và phục hồi các chi tiết máy cho anh em gần xa nha. Đây. Đây, cái này em đã phục hồi đây. Rất đẹp và bóng và chính xác, rất nhẹ nhàng cho anh em nha. Đây. Mời anh em xem gần xa ai có nhu cầu phục hồi băng la ne, hân hạnh được phục vụ anh em nha. Đây, băng được đây, thử vô. Không thấy đường cầm luôn, rồi vô. Rất nhẹ nhàng cho đây nha. Rất nhẹ nhàng. Đây, rất nhẹ nhàng cho anh em luôn. Anh em là có nhu cầu hân hạnh được phục vụ anh em nha. Đây, ra sáng nè. Anh em ở gần ở xa đều làm được cho anh em nha. Này là em phục hồi trên ống zin luôn nha anh em. Ống này ống zin nha. Rất cứng nha anh em. Thép. Em thực hiện phục hồi xong rồi em sẽ chu tô cho anh em luôn nha. Em chu bằng chu điện cho anh em luôn. Anh em xem hài lòng ủng hộ cho Hoàng Mai nha. Hoàng Mai 0907 790079. Anh em có xem kênh YouTube của em, anh em nhớ nhấn đăng ký ủng hộ kênh giúp em nha. Và nhớ cho em một like và chia sẻ giúp em để được nhiều anh em biết tới em hơn. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ cho Hoàng Mai về cơ khí nha. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ. Đây, giới thiệu anh em luôn. Rất đẹp và bóng. Anh em vô kênh YouTube của em là để là Kim Hoàng Mai. Anh em nhấn vô là anh em sẽ xem được nhiều video hơn. Anh em nhớ đăng ký kênh để được xem nhiều video và chia sẻ giúp em luôn. Cho em một like luôn về cái kênh của em luôn. Kim Hoàng Mai nha anh em. Cái kênh YouTube là Kim Hoàng Mai. Buổi chiều quê em mát mẻ. Ở đây em đắp bằng máy hàng mít cho anh em nha. Không hấp cái hàng que nha anh em. Hôm qua anh em cũng thấy em livestream cái em đắp phục hồi gì. Là mời anh em vô xem nha. Ở đây em thực hiện đắp bằng máy hàng mít chứ không bằng sử dụng máy hàng que nha anh em. Em sử dụng cái loại dây mà dây chịu lực để cho anh em để tăng cường độ bền cho băng la ne hơn. Kéo dài độ bền cho băng. Mời anh em xem nha. Cái tấm giấy em để trên bàn hôm qua đâu, em coi hôm qua rồi đó, 1m58 gì đó. Rồi, cảm ơn anh em gần xa ủng hộ nha. Ở đây em thực hiện việc ép các kiểu cho anh em luôn nha. Anh em có nhu cầu ép cái nhông. Em đang có ép nhông cho anh em luôn nha.
ép nhông chuyển hướng, đóng nhông chuyển hướng á, tất cả đều làm nha anh em. Đóng chấu, ép chấu mới cho nhông chuyển hướng của máy gặt. Ở đây em đắp phục hồi là bằng bằng máy hàng mít nha anh em, nhắc lại cho anh em nha, máy hàng mít chứ không sử dụng máy hàng quen anh em. Em sử dụng máy hàng mít. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ cho Hoàng Mai nha. Hoàng Mai 0907 790079. Nè, mở lát lên. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ Hoàng Mai nha. Đây mời anh em xem băng và cách thực hiện thực băng của em đây nha. Đây là phục hồi trên cái chấu zin nha anh em, rất cứng nha anh em, rất cứng rất cứng. Ở đây em không đóng băng hay hay tháp nòng của anh em nha, không đóng nòng tháp nòng nha anh em. Em phục hồi trực tiếp trên phôi, trên cái chi tiết zin luôn nha anh em. Nhớ là phục hồi trên chi tiết zin, không đóng nòng tháp nòng nha. Bánh răng, đùi, máy cài, cầu trước em đều làm được cho anh em luôn nha anh em. Phục hồi trên nhông zin, băng zin chứ không có đóng nòng tháp nòng nha anh em. Anh em đảm bảo anh em yên tâm sử dụng rất bền, không có tránh tình trạng mà đóng nòng tháp nòng nha anh em. Ở gần ở xa em đều làm được cho anh em hết. Ở gần thì mang tới em, ở xa anh em cứ chuyển qua đường bưu điện giúp em được. Im và đẹp. Rất ôm băng nha anh em, rất ôm. Đây, cái thử đây, cái cốt green của khách gửi vô đây. Nhẹ nhàng ôm băng cho anh em sử dụng nha. Ở đây em phục hồi băng là em đều qua chui tối thôi nha anh em, rất ôm băng cho anh em luôn, xài rất bền nha anh em. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ Hoàng Mai về cái mảng cơ khí chế tạo máy, phục hồi các chi tiết máy. Gần xa anh em ủng hộ Hoàng Mai 0907 790079. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ Hoàng Mai nha. Anh em có vô kênh YouTube của em, anh em xem, anh em nhớ đăng ký kênh, ủng hộ em nha. Cho em một cái like và chia sẻ giúp em. Đăng ký, anh em đăng ký kênh để được xem nhiều video em hơn nha anh em. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ cho Hoàng Mai nha. Kênh của kênh YouTube em là Kim Hoàng Mai. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ Hoàng Mai nha. Hoàng Mai 0907 790079.